Sau phiên tòa bị hoãn hồi đầu tháng 8 năm 2018, ngày hôm nay Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy khiến 13 người thiệt mạng. Phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo và kháng cáo đề nghị hủy án sơ thẩm của đại diện các bị hại với lý do vụ án bỏ lọt tội phạm. Sau nửa ngày xem xét kháng cáo của các bên, hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên các mức án tại bản án sơ thẩm Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1986, trú ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, chủ quán karaoke 68 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cùng tội danh trên, Hoàng Văn Tuấn, sinh năm 1993, ở xã Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn, Nghệ An, và Lê Thị Thì, tức Lê Thị Thanh, sinh năm 1962, trú ở phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đều bị áp dụng mức án 7 năm tù. Nữ chủ quán karaoke Nguyễn Diệu Linh và đồng phạm còn bị tuyên buộc phải bồi thường thiệt hại về tính mạng cho thân nhân của 13 người xấu số trong vụ án. Đối với thiệt hại tài sản của các hộ gia đình liền kề quán karaoke, các cơ quan tố tụng quyết định tách thành một vụ án dân sự riêng.